Bạn có còn nhớ biểu tượng một thời của Sài Gòn đã từng lọt top 5 biểu tượng của thế giới? Bitexco Financial Tower được đưa vào sử dụng vào ngày 31 tháng 10 năm 2010 nằm tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với độ cao 269 m và chi phí đầu tư hơn 400 triệu đô la Mỹ. Ở thời điểm đó, Bitexco Financial là tòa nhà cao nhất Việt Nam cho đến khi Gangnam Tower được hoàn thành vào năm 2011 và hiện nay là tòa nhà cao thứ tư Việt Nam. Tòa nhà cũng từng lọt vào top 5 tòa tháp chọc trời ấn tượng nhất hành tinh do CNN bình chọn. Đây là một công trình được lấy theo tên của chủ đầu tư là Bitexco Group và được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ Carlos Zapata với đơn vị thi công là Hyundai của Hàn Quốc. Lấy cảm hứng từ hình ảnh duyên dáng thanh thoát của búp hoa sen đang hé nở, cũng là quốc hoa của Việt Nam. Ngoài ra, theo chủ đầu tư, tòa nhà còn được lấy cảm hứng từ chiếc áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, tạo nên những đường nét uyển chuyển, mềm mại. Bitexco bắt đầu xây dựng vào năm 2006 với phần móng gồm các cọc bê tông khoan sâu dưới mặt đất lên đến 80m. Được thiết kế theo phong cách bất đối xứng, rất ít chi tiết của dự án này được xây dựng theo trục thẳng đứng hoặc nằm ngang trừ phần lõi của tòa nhà. Hầu như tất cả các chi tiết xây dựng đều là đường cong, trong khi trên thế giới rất ít dự án có thể làm được như vậy, dẫn đến không một tầng nào và một mặt nào của Bitexco có diện tích giống nhau. Do đó, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong sản xuất và lắp ráp hệ thống tường kính. Công trình đã sử dụng đến 6.000 tấm kính đôi da nhiệt, ở giữa là lớp khí cách âm giúp làm mát không khí, được mua từ Bỉ và gia công tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngoài ra, công nghệ chống thiên tai của Bitexco Financial được triển khai ở tầng 29 và 30 của tòa nhà, được trang bị bằng hệ thống 4 dầm thép cực lớn kết nối tường bao quanh trục trung tâm, và khi có sự rung lắc quá lớn thì hệ thống này sẽ chuyển động để giữ thăng bằng cho tòa nhà. Bên cạnh đó, tòa nhà còn được gia cố thêm bởi các thanh dàn để có thể chịu được ảnh hưởng của thời tiết gió bão. Bitexco Financial được xây dựng dựa trên một vị trí đắc địa. Tòa nhà hiện có 68 tầng và đài quan sát Skydeck nằm tại tầng 49 với độ cao 178 m. Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 360 độ cuộc sống nhộn nhịp tại Sài Gòn. Với hệ thống 12 thang máy 2 tầng do hãng Otis của Mỹ sản xuất và lắp đặt với tốc độ 7m trên giây, tức là chỉ mất 45 giây để đi bất cứ đâu trong tòa nhà. Ấn tượng nhất của tòa nhà nằm ở tầng 52 với chiều cao 191m, là bãi đổ trực thăng với chiều dài 40m, trong đó 22m được mở rộng ra phía ngoài để trực thăng di chuyển vào và 18m để kết nối với tòa nhà, bao gồm các vật liệu cao cấp đã được nhập từ châu Âu. Sau đó, kết cấu của chúng được thực hiện tại Busan, Hàn Quốc trước khi vận chuyển về Việt Nam. Sân đậu trực thăng đã sử dụng tổng cộng hơn 250 tấn thép và 4.000 bu lông để liên kết với nhau. Việc xây dựng sân đậu này đã mất gần 1 năm để hoàn thiện, trong đó việc lắp ráp đã mất đến gần 2 tháng. Đây cũng là tòa nhà đầu tiên Việt Nam có sân trực thăng treo lơ lửng trên không. Bitexco Financial Tower là một công trình đã trở thành biểu tượng mang lại niềm tự hào, đã góp phần định danh Việt Nam trên bản đồ kiến trúc của thế giới. Vậy còn bạn có cảm nhận ra sao về biểu tượng một thời của Sài Gòn? Hãy để lại comment nhé!